Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hunter Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình đang cố gắng cây cuộc đua Heroic luôn nha. Nhiệm vụ của chúng ta đang kẹt ở lap thứ 12 các bạn à. Vẫn chưa vượt qua được cái thành viên giữ vị trí đầu tiên luôn. Không biết bạn ấy đua kiểu nào mà đua rất là ghê gớm nha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với đó là một thành viên thuộc hệ đó chính là Karma đi nha. Em này thì cũng khá là ba đạo rồi. Anh em nào mà theo dõi những cái dòng Karma thì biết khả năng block của nó rất là đỉnh rồi ha. Chỗ này thì mình sẽ xài thử cái tuyệt chiêu đó là dấu ấn rồng xanh các bạn ạ. Wow, victory một cách khá là nhẹ nhàng luôn. Ui, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đó là đi thu hoạch nha mọi người. 30 giây thì chúng ta sẽ thu hoạch là được một lần. Và hiện tại thì đang có một cái chiếc bông ở trong khu vực xem quảng cáo nha. Anh em nào chưa xem thì bay vô xem để kiếm thêm đó là ống nghiệm nha mọi người. Đây, cái bông này nó sẽ cho anh em mình ống nghiệm ở cái khu vực này. Anh em mình sẽ vào cái chỗ này để xem và đổi nha. Đây, anh em mình sẽ đổi được là hơn được 10 ống, còn nếu như không thì cũng được 2-5 ha. Và thêm mảnh Orbit của dòng Heroic, hên thì được 100 mảnh luôn đó nha. Rất là ngon nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình, wow, rương 6 các bạn ơi, quá là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đó là cái khu vực, hôm nay đi review nhẹ ở cái khu vực đó chính là Arena đi ha. Và cái bé yêu đặc biệt của anh em mình ngày hôm nay cho bé AMB đi. Đây, thuộc hệ đó chính là Karma nha mọi người. Còn ở đây anh em mình có hai bé cũng khá là VIP, cũng thuộc dòng Cast 10 nữa. Hai bé mắt đỏ ha. Rồi, mọi người thích mình review về bé rồng nào, đừng quên để lại bình luận bên dưới video nha. Và Hunter có nhận bán những cái Orbit nha các bạn. Mình bán những cái Orbit của những cái mảnh rồng á cho các bạn để mọi người có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng nha. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng gì thì liên hệ với mình. Và mình cũng có nhận mở những cái gói trong game nha. Hôm nay đã có cái gói mới rồi các bạn ơi. Có cái thành viên đặc biệt mới rồi. Anh em nào có muốn mở thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Và mình mở thì cái giá trong game nha. Gọi là mình không có mở giá rẻ. Và đảm bảo với các bạn là nick không có bị ban hay là sẽ bị khóa nick hen. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đó là một cái thành viên đặc biệt này đi. Dấu ấn rồng xanh. Wow, nó chọi hai cục năng lượng thôi là thấy ngầu rồi các bạn à. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu lá nha. Wow, bật cái khả năng block lên rồi. Bây giờ thì anh em mình tiếp tục thể hiện kỹ năng nè, 188 nha. Victory. Qua được cửa. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chạy ra ngoài và anh em mình tiếp tục đi thu hoạch cái nhiệm vụ cao cả luôn. Đây. Rồi, ở đây thì anh em mình lên level các bạn ơi. Ôi, 117 không nha. Ây, hôm nay lên được level 117 luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời. Ở đây thì anh em mình với 649.000 anh em mình mua được 1.000 viên game và được tặng thêm 40 Orbit của dòng Heroic nữa ha. Nhưng mà ở đây thì anh em mình không có nạp trực rồi. Gọi là mình đang chơi trên giả lập các bạn à. Đang chơi, các bạn thấy cái con chuột là biết rồi ha. Anh em mình nạp thì mình nạp được ở trên iPhone ấy, mình nạp trên điện thoại. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là thu hoạch tiếp nha. Đây, chỗ này chúng ta sẽ đến với cái khu vực Arena nha mọi người. Chỗ này thì tiếp tục ha. Ôi, nhìn đội hình của tem bạn kìa, cho bé MB này ra thể hiện coi. Kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương các bạn à. Mọi người thấy rồi đó, cái dòng Karma nó đặc biệt ở cái chỗ đó là miễn nhiễm sát thương. Ôi, chẳng hạn như là anh đại của chúng ta ở đây. Bao cát di động của tem. Lần này thì thôi, nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình sẽ là MB hen. Cho nên mang bé yêu này ra lượng sát thương ta gấp đôi để mình coi nó đam bao nhiêu nha. Gấp 4 lần nha mọi người. Wow, 441.000 luôn, lượng đam rất gắt hen. Ôi, bé này giờ này mới được xuất hiện cái hình ra, nhưng mà bây giờ là bé không còn cơ hội để lên TV rồi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu là lá đi ha. Lại kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương nữa các bạn ơi. Wow, ảo quá nhờ. Bây giờ thì một mình cân cả 3 thành viên team bạn luôn nè. Kích hoạt khả năng miễn nhiễm thêm một lần nữa mọi người ơi. Liên quan đám được thi triển nhưng mà dường như không ảnh hưởng đó anh em mình. Victory. Qua cửa nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình đến với chạy ra thu hoạch nhẹ cái nữa các bạn ơi. Đây. Rồi, ổn ha. Sự kiện này thì anh em mình đang kiếm được tầm khoảng là 600 điểm rồi nè. Sắp tới bông hoa rồi các bạn à. Giải cứu. Anh em mình sẽ đưa cái chìa khóa để mở cái ML hả ta.
để mình coi là con này màu tím. À con này màu hồng, không phải màu xanh. Màu hồng là con này cấp E. Ui đây lượm cây kiếm nữa đi. Có bao nhiêu kiếm thì anh em mình cứ cố gắng nha. 40 cây kiếm thì anh em mình sẽ được thêm Orbit của dòng Legend đấy. Còn cái bé phía trên đâu rồi? Cái bé phía trên này anh em mình lấy bông hoa. Đây, lượm cái bông hoa cực kỳ đẹp này. Anh em mình sẽ có thêm được một lần để mở thêm ống nghiệm nha các bạn. Anh em nào cần ống nghiệm thì tranh thủ lấy những cái bông này nha. Đó, có bông thì các bạn cứ việc bế hết cho mình. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ ra ngoài và mở bông luôn nha. Đây, các bạn hãy đến với cái chỗ này, cái rương nè. Đó, một chiếc bông thì chúng ta sẽ đổi được một cơ hội để có thể mở 10, wow, 10 cái ống nghiệm các bạn. Các bạn biết đó là khi mà sự kiện bán ống nghiệm là 4 ống nghiệm là hết 40 viên game rồi. Đó, hôm nay anh em mình khá là hên nha. 10 ống nghiệm là anh em mình coi như hên cũng được 100, khoảng 120 à. 120 viên game luôn các bạn ơi, quá là ghê. Rồi bây giờ thì anh em mình tiếp tục ra thu hoạch nữa ha. Đây, ở đây anh em mình còn cái bông chưa xem quảng cáo nè. Xem quảng cáo sẽ được thêm một cái bông nữa. Rồi chúng ta sẽ đến với khu vực arena. Và ở đây thì thành viên AMB của mình sẽ được gọi là thể hiện nha. Rồi khèo nhẹ với lượng sát thương nhân 2 đi. Ôi tem bạn để skin baby kìa, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình cũng khoái mấy cái skin baby. Bình thường là để skin bự không rồi các bạn ơi. Nhìn nó tôi chào bá lửa luôn. Wow, bây giờ là chúng ta... Ôi chắc cái con rồng này chơi lạ nha. Nó quýnh xong rồi sao cái nó nằm ngửa ra nó ngủ à. Đây, ui. Bây giờ mới để ý những cái hiệu ứng của những cái bé baby nó dễ thương hơn rất là nhiều á mọi người. Wow. Ôi mém ngủm luôn cơ. Cây nha. Bây giờ thì anh em mình chơi trò bơm máu đi. Anh đại của chúng ta đâu rồi? Máu gì mà tuột ghê quá mà còn có một chút xíu luôn hả. Rồi khèo nhẹ với Kama Heroic các bạn ơi. Wow, bây giờ thì anh em mình lụm nhẹ đi ha, với khả năng quýnh lan. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bé yêu này luôn. Mình thì còn cái khả năng hồi sinh cho nên ui kích hoạt mỹ nhiễm là không cần hồi sinh luôn. Không cần hồi sinh luôn các bạn ơi. Với cái khả năng bá đạo như vậy. Victory. Khá là ổn áp luôn các bạn à. Rồi, ở đây thì anh em mình ui, Kama Heroic. Wow, 5 sao. Ôi, Kami. À lộn, à con ở gì ta? À, FRA các bạn. Con này thì mình thấy rất là nhiều bạn thích chơi cái bé yêu này nha. Wow, level là con này tầm khoảng 2000 mảnh nha các bạn. 2001 mảnh là anh em mình nâng lên được level 70 nha. Con này nó rất là bá đạo luôn. Thuộc dòng đó chính là Kama ha. Đây, em này thì cũng ghê gớm đây. Rồi, vô kèo. Wow, xem thử coi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phá nhẹ cái bộ giáp của tem bạn trước nha. Với khả năng quýnh lan. Rồi sau khi quýnh lan xong, đây Kama anh em mình được kích hoạt miễn nhiễm sát thương rồi các bạn à. Sát thương anh em mình được tăng tới là gấp 4, ơi cha gấp 4 lần nha. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa với lượng máu khá cao. Bật cái chiêu hút máu lên, lượng máu nhảy lên 152.000 các bạn. Con này ao nhay dữ nha. Rồi chú thích thì anh chiều. Anh cũng có con giống chú nè. Đây lên dĩa. Rồi, Kaomad của tên bạn nó ra lò rồi các bạn ơi. Anh em mình cũng mang Kaomad của mình ra solo tay đôi với Kaomad của tên bạn nha. Đây, kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương. Tên bạn nó cũng kích hoạt miễn nhiễm luôn các bạn à. Cuộc ao nhay này không biết tính bao giờ mới xong đây. AMB solo tay đôi với F. Ôi chà. Rồi, bây giờ tên bạn nó đã... Hi, tên bạn ngủm rồi. Ổn không? Qua cửa được các bạn à. Và bây giờ là đến với Kaomad Heroic. Level em này là 61. Vô, quýnh vô được rồi. Và bây giờ để xem coi. Ôi, tên bạn chơi trò bơm máu luôn. Đây, có một cái độ ao nhay không ai nhẹ miễn nhiễm sát thương các bạn à. Tên bạn thì sao? Không miễn nhiễm. Tới công chuyện với mình liền. Lại một lần nữa được kích miễn nhiễm sát thương. Tên bạn xì khói nè. Yeah, qua cửa rồi ha. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Anh em mình vẫn giành được chiến thắng. Mặc dù quýnh cuộc chiến đấu này rất là hồi hộp luôn á mọi người. Wow, ở đây mình được 5 mảnh của Heroic coi như là cũng khá là hên rồi đấy.
Wow, Heric mới nè các bạn. Aos. À, Heric, Aos với Heric mới 5 sao luôn. Ui, ghê nha. Cái con Heric mới này 5 sao là cũng căng lắm đó nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với Heric luôn. À, chúng ta chơi Heric solo với nhau thì cho nó vui. Chỗ này thì mới vô là khèo nhẹ nè. Ơ nhưng mà hình ảnh nó chưa kịp tải luôn á các bạn ơi. Không biết là bé này có được lên tivi hay không đây. Tầm này mình nghi là nó không được lên tivi luôn quá. Đổi đi. Anh em mình sẽ cho AMB. Cái này nó kích hoạt khả năng miễn nhiễm luôn. Rồi mình quýnh con cái chắc nó đi du lịch quá. Ôi bây giờ thì nó mới chịu xuất hiện hình ảnh đây các bạn ơi. Nãy giờ là nó trốn các bạn à. Căng nhờ. Rồi anh em mình đang có sát thương nhân 2. Rồi mình lụm nhẹ thành viên này cái luôn nha. Wow, Heric AS. Tầm này thì mình sẽ mang anh đại của chúng ta. Đang có sát thương x2 luôn. Rồi lên dĩa luôn. À, sát thương nhân 4 lần các bạn à. Với khả năng miễn nhiễm sát thương mà nó còn ghẹo mình nữa. Ôi. Đam cực kỳ gắt luôn. Rồi, ở đây thì anh em mình à, ba con đều thuộc dòng Heric hết luôn. Anh em biết rồi đó, Heric là cái dòng xíu anh hùng mà cho nên nó là nó quýnh cũng rất là chua ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến thử coi đội hình lần này anh em mình gặp ca. Đây, let's go. Ui, mạnh dữ các bạn ơi, 800.000 máu căng dây. Trời ơi. Anh em mình mới vô chưa kịp làm ăn gì hết nó vả một cái là đi về thành dưỡng sức luôn các bạn à, quá ghê gớm rồi. Mình đây đang có sát thương nhân 2. Nhưng mà gặp phải cái con này thì nó khoai kinh khủng nha. Ôi, Heric VIP luôn nhưng mà quýnh với bạn này là muốn xì khối nha các bạn. Wow. Căng kinh khủng. Bây giờ thì anh em mình à, sát thương Quýnh Lan. Nhưng mà Quýnh Lan thì cái lượng đam nó chia ra dữ lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xài chiêu Quýnh Lan đi ha. Ok. Hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Trời ơi, các bạn thấy hơi căng rồi chưa? Chứ mình là mình thấy căng lắm rồi đó. Ở đây thì bắt đầu thấy có một cái sự hội là hồi hộp không hề nhẹ rồi hen. À, lượng máu mình tuột như phin hết rồi các bạn à. Hồi sinh, con này nó còn cái khả năng hồi sinh nè. Trời luôn. Con tiếp theo. Ây, ủa sao nó không hồi sinh nhờ? À quên, cái đầu tiên là nó bị con này quýnh một hit là ngủm rồi. Pha này hơi ẩu nha. Đây, hơi khoai rồi các bạn à. Thì chiêu của nữ hoàng thì giật đam thì ổn. Nhưng mà đây, bây giờ đến với Khamat đi. Khamat bây giờ là chơi trò gì bây giờ? Khamat Quýnh Lan hả? Rồi, hồi hộp và chờ đợi luôn. Khamat không kích hoạt miễn nhiễm sát thương các bạn ơi. Ca này khó rồi. Ui, rất là may mắn khi mà anh đại của chúng ta đang được khả năng hút máu. Quá là tuyệt vời luôn. Với khả năng hút máu thì anh em mình à, gọi là đảo chiều một cách gọi là tuyệt vời liền. Và một thành viên của mình đã bị knock out rồi. Lên bảng đếm số rồi. Rồi chỗ này thì anh em mình thu hoạch lại nhé. À đủ rồi nè. Bây giờ mình chỉ còn thiếu ở trên đây thôi. Wow. Bắt thời gian chờ này cũng hơi lâu ha. Mà tốn tới tầm khoảng 20 viên game liền các bạn ơi. Ca này nó hơi khoai nha. Anh em mình tiết kiệm game một xíu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khu vực đặc biệt nữa. Ôi anh em mình thu hoạch, chưa thu hoạch vàng nữa nè. Anh em mình đi thu hoạch vàng cái nha. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nữa là khu vực list nha. Để xem coi trong đây anh em mình wow, ngày hôm nay đến với thành viên đặc biệt nào cho vui đây. Aos. Rồi nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình là MB hen. Wow, và Vodos Heroic. Đây bộ ba luôn. Bộ ba rồng đặc biệt, hàng gọi là siêu VIP luôn các bạn ơi. Và mọi người thích mình review về bé rồng nào đừng quên để lại bình luận cho anh Tây biết với nha. Để anh Tây sẽ review thêm những cái bé mới cho các bạn xem hen. Chỗ này thì anh em mình đang đến với lụm nhẹ với lượng sát thương x2 nha. 202.000.
Wow, tầm này là quất tem bạn thoải mái xả láng luôn đây. Victory, khu này là anh em mình gỡ được tầm khoảng 5 hiệp nha mọi người. Wow, và đây là Sinful. Với nhân vật Sinful này anh em chỉ cần tốn tầm khoảng 100 mảnh là các bạn có thể sở hữu được một con rồi nha. Dòng ma cà rồng với khả năng hút máu, chiêu đặc biệt đầu tiên là khả năng hút máu, chiêu đặc biệt thứ hai của bạn ấy sẽ là thêm một lượt đánh nha mọi người. À, quýnh một cái rồi và còn được thêm một lượt nữa thì các bạn biết là khá là lời rồi ha. Đó, bây giờ là đến với dòng ui, con này có thể lai ra được nè các bạn. Wow, anh em mình không đủ đam luôn mà bị tên bạn hiếp luôn hả? Cây nho. Rồi, victory nha. Chỗ này anh em mình được thêm 6 viên game bỏ túi nữa nè. Wow. Rồi, để xem coi anh em mình làm được cái gì nè. Rồi rồi, tới công chuyện hen, bật cái hút máu lên cái đã. Ôi, thôi, nhân vật chính ngày hôm nay của anh em mình là nhân vật này, cho nên yêu thương nó một xíu nha, cho nó ra chiến nhiều một tí. Vô kèo luôn, tuyệt chiêu mặt trời. Wow, chiêu mặt trời cũng phải kéo tầm khoảng 2 hit mới qua được cái cửa này. Rồi, victory ha. Ở đây thì anh em mình còn hai cửa nữa. Lắm. Với lượng sát thương nhân 213.000. Wow, ca này anh em mình lại được x2 sát thương nữa các bạn à. Rồi. 5 ngôi sao hả? Bây giờ thì lụm luôn. 432k. Ui, và thành viên này cũng là nữ hoàng ma cà rồng. Anh em mình kích hoạt nảy nhiễm sát thương mệt nghỉ luôn các bạn à. Nó kích liên hoàn luôn. Chơi về ai trên lợi không? Wow, vẫn là anh đại. Bây giờ thì ui chà, cái con này nó không muốn lên TV rồi. Nhân vật tiếp theo của chúng ta, ủa con nào vậy nhờ? Rồi, thành viên, à, rồng miệng rộng. Đây, cố lên anh em ơi, khử nhẹ luôn tên bạn nha. Victory. Ui, bé rồng miệng rộng vẫn còn. Mình tưởng đâu đó là, à, hồi nãy là con này các bạn ơi, con này nó có khả năng hồi sinh nó trở lại thêm một lần nữa. Mà mình tưởng đâu đó là cái thành viên khác nhảy ra. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.